Hôm qua, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang có chuyến khảo sát nhằm đánh giá tiến độ thực hiện dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có chiều dài 51,1 km với điểm đầu tại nút giao Thân Cửu Nghĩa, nối tiếp đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - huyện Châu Thành - tỉnh Tiền Giang và điểm cuối giao với quốc lộ 30 tại nút giao An Thế Trung - huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang. Tổng mức đầu tư là 12.668 tỷ đồng. Theo công ty cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận, sau hơn 2 năm rưỡi tiếp nhận dự án, tiến độ hiện tại đạt khoảng 90% khối lượng. Những km đường cao tốc cuối cùng đang được thảm nhựa, hệ thống an toàn giao thông điện chiếu sáng cũng đang được các nhà thầu gấp rút thi công. Hiện nay, trên công trường cao tốc có hơn 1.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân đang nỗ lực ngày đêm vì mục tiêu đưa dự án vào phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.